Bài thực hành hóa sinh lâm sàng. Kỹ thuật xét nghiệm 10 thông số nước tiểu. Mục đích và chỉ định xét nghiệm. Là một test sàng lọc thường quy, thường được chỉ định như một phần của quy trình khám lâm sàng cho bệnh nhân ngoại trú, làm y lăng chuẩn bị mổ cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Được chỉ định để chẩn đoán các tình trạng nhiễm trùng của thận và đường tiết niệu, hoặc các bệnh lý không thuộc hệ thống thận tiết niệu song gây các thay đổi trong thành phần nước tiểu. Vậy làm cách nào để có được một mẫu nước tiểu đúng để xét nghiệm? Đầu tiên, đối với lọ thu thập mẫu nước tiểu cần đạt những yêu cầu sau: Lọ bằng nhựa, lọ phải sạch, không chứa dị vật, không phản ứng với các chất có trong nước tiểu, lọ phải kín để tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Thể tích tối thiểu là 30 ml, đáy rộng, đường kính miệng lọ tối thiểu là 4 cm, lọ sử dụng một lần. Đa phần các mẫu nước tiểu dùng xét nghiệm thường do bệnh nhân tự lấy. Trường hợp bệnh nhân không tự tiểu được thì điều dưỡng sẽ lấy mẫu thông qua sông tiểu. Những trường hợp không đạt được sông tiểu, bác sĩ sẽ lấy mẫu nước tiểu thông qua chọc hút bằng quang trên sương mu. Cách lấy mẫu nước tiểu Để có được một mẫu nước tiểu đạt yêu cầu xét nghiệm, mẫu nước tiểu cần đáp ứng những yêu cầu sau. Nước tiểu vào một thời điểm lấy vào lúc sáng sớm, Lấy nước tiểu giữa dòng, nước tiểu phải sạch. Cách bảo quản nước tiểu, tốt nhất nên gửi mẫu trong vòng 1 tiếng sau khi lấy. Có thể lưu giữ đến 8 tiếng nếu bảo quản ở 4 đến 6 độ C với chất bảo quản, ví dụ như thimol, axit boric hoặc formalin. Thể tích nước tiểu tối thiểu cần lấy từ 10 đến 12 ml. Đa phần các bệnh phẩm nước tiểu dùng để xét nghiệm là do bệnh nhân tự lấy do đó cần phải hướng dẫn bệnh nhân về kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm. Đối với bệnh nhân là nam giới, hướng dẫn rửa sạch tay bằng xà phòng, lộn và rửa quy đầu bằng gạc tẩm nước xà phòng rồi rửa bằng nước sạch. Bệnh phẩm phải được lấy giữa dòng. Cách lấy như sau. Sau khi bệnh nhân bắt đầu tiểu một vài giây, lấy nước tiểu vào bình chứa vô khuẩn và sau đó đóng kín bình chứa nước tiểu. Đối với bệnh nhân là nữ giới, hướng dẫn bệnh nhân rửa sạch tay bằng xà phòng vạch các môi lớn và môi bé và sử dụng một miếng gạc tẩm nước xà phòng lau qua lỗ tiểu bằng một động tác duy nhất từ trước ra sau. Sau đó rửa bằng nước sạch. Bệnh phẩm phải được lấy giữa dòng. Cách lấy như sau. Sau khi bệnh nhân bắt đầu tiểu một vài giây, lấy nước tiểu vào bình chứa vô khuẩn và sau đó đóng kín bình chứa nước tiểu. Chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ cần thiết để làm xét nghiệm 10 thông số nước tiểu gồm có lọ đựng nước tiểu bệnh nhân Ống nghiệm Que thử nước tiểu 10 thông số Máy đo nước tiểu Giấy thấm nước tiểu thừa Bông gòn Kẹp gấp Máy phân tích nước tiểu Rodox Reader Bao gồm thân máy, khay đo, dây nguồn và giấy in nhiệt để chuẩn bị máy cắm dây nguồn vào phía sau thân máy sau đó kết nối với nguồn điện nút nguồn mở máy hình vuông màu đen phía sau ngoài bìa thân máy gắn khay đo mẫu vào máy máy phân tích nước tiểu sử dụng giấy in nhiệt để đặt giấy in nhiệt vào máy nhấn nút mở khay giấy in sau đó đặt cuộn giấy in nhiệt vào khay Nhấn giữ nút nguồn phía sau máy để mở máy và chờ máy khởi động. Dùng kẹp gấp bông gòn khô lau sạch phần khay đo. lấy lọ đựng nước tiểu ra khỏi hộp. Quan sát trên phần thân lọ sẽ có bảng so màu kết quả của 10 thông số, bao gồm bilirubin, urobilinogen, ketone, axit ascorbic, gluco, protein, hồng cầu, pH, nitrit, estera bạch cầu, tỷ trọng và một vạch chứng để kiểm tra chất lượng của que thử. Vị trí vạch trứng nằm gần dưới cùng phía trên của xét nghiệm tỷ trọng. Khi thực hiện xét nghiệm, sau khi nhúng que thử vào mẫu nước tiểu và so màu trên thân lọ, nếu thấy vạch trứng trên que thử biến đổi màu so với vạch trứng trên thân lọ, sẽ cho biết que thử bị hỏng do quá trình bảo quản bị hút ẩm hoặc do thuốc thử bị biến đổi. Cột ngoài cùng bên trái trên bảng màu cho thấy màu sắc của thuốc thử trong một mẫu nước tiểu không bệnh lý. Những phần thay đổi màu sắc bên phải từ nhạt đến đậm thường cho thấy sự xuất hiện của các chất bất thường trong nước tiểu. Màu càng đậm thì lượng các chất bất thường có trong nước tiểu càng nhiều. Tiếp theo kiểm tra trên thân lọ số lót và hạn dùng của que test. Từ màn hình chính của máy nhấn chọn vào mục Men. Vào mục Cài đặt Option. Vào tiếp mục Chip Lot. Nhập hạn dùng của que test và lưu lại. Ví dụ trong trường hợp này hạn dùng của que test là tháng 12 năm 2020. Nhấn vào mục men. Sau đó vào mục measurement để trở về màn hình đo. Thực hiện kỹ thuật đo. Máu nước tiểu lấy và bảo quản trong lọ nhựa. Rót nước tiểu từ lọ vào ống nghiệm để thuận tiện cho việc nhúng que test. Lấy que thử nước tiểu ra khỏi lọ. Đóng nắp ngay lại sau khi lấy que test để tránh hút ẩm vào lọ. Nhúng ngập que test vào ống nghiệm đựng nước tiểu, sau đó nhanh chóng lấy que test ra. Chú ý không để que test ngập quá lâu sẽ trôi thuốc thử ra khỏi que, gây nhiễm màu giữa các xét nghiệm. Thấm nước tiểu thừa vào giấy thấm bằng cách đặt cạnh que test thẳng góc với bề mặt giấy thấm. Khi đó nước tiểu thừa sẽ theo các rãnh giữa các vạch thuốc thử chảy xuống giấy thấm. Tiếp tục lật ngửa que test. Kéo nhẹ que test trên tờ giấy để lau phần nước tiểu thừa mặt dưới que test. Đặt ngay que test vào khay đo của máy. Máy sẽ tự nhận diện que để kiểm tra. Trên màn hình máy hiển thị hạn dùng của que test đã cài trước đó. Nhấn nút qua phải để cài mã bệnh nhân. Tiếp tục nhấn qua phải để cài tên bệnh nhân. Tiếp theo, quan sát cảm quan mẫu nước tiểu rồi nhập màu nước tiểu. Chú ý những thông số, mã bệnh nhân, tên bệnh nhân. Ở những máy có trang bị đầu đọc barcode thì chỉ cần quét barcode. Toàn bộ thông tin của bệnh nhân sẽ được lưu lại không cần thao tác nhập. Màn hình máy đếm ngược 60 giây chính là thời gian để thuốc thử và các chất cần xét nghiệm nếu có trong nước tiểu phản ứng với nhau và hiện màu. Khi hết 60 giây, khay đưa que vào bên trong máy để đo từng vạch xét nghiệm rồi trả kết quả trên màn hình. Đối với những kết quả bất thường sẽ hiện màu đỏ trên màn hình máy. Lấy que ra khỏi khay mẫu, máy tự in kết quả lên giấy in nhiệt. Đối với trường hợp sao màu bằng mắt, sau khi nhúng que vào mẫu nước tiểu và để 60 giây phản ứng. Cầm que tét đặt lên bảng màu trên lọ theo chiều mũi tên chỉ dẫn rồi so sánh màu sắc các vạch theo hàng ngang tương ứng với từng xét nghiệm. Xác nhận sự hiện diện của một chất dựa vào sự trùng khít màu sắc và ghi nhận lại nồng độ phía dưới vạch màu. Ví dụ trong trường hợp này, hầu hết các xét nghiệm đều cho màu sắc giống với cột que không bệnh lý, ngoài trừ xét nghiệm nitrit xuất hiện màu hồng đậm cho kết quả dương tính. Vạch màu của xét nghiệm pH giữa 5 và 6 do đó có thể lấy giá trị trung bình khoảng 5.5. Vạch màu của xét nghiệm tỷ trọng trùng với giá trị 1,03. Trường hợp đo màu bằng máy thì sẽ giấy in kết quả và ghi nhận kết quả xét nghiệm vào phiếu trả kết quả. Trên giấy in kết quả từ máy, những xét nghiệm có giá trị bất thường sẽ được đánh dấu sao Ví dụ trong trường hợp này cho thấy xét nghiệm nitrit dương tính. Ngoài ra có một lượng rất nhỏ ketone trong nước tiểu, tuy nhiên giá trị này nằm trong giới hạn bình thường. Sau đây chúng ta cùng xem lại quy trình thao tác đo 10 thông số nước tiểu trên máy. để đo mẫu nước tiểu của bệnh nhân tiếp theo, thực hiện lặp lại các thao tác nhúng que test và đo trên máy tương tự. Sau khi đo xong, tắt máy bằng cách chọn vào mục Men và nhấn vào nút tắt máy. Lấy khay mẫu ra khỏi máy, chán rửa dưới vòi nước và lau khô bằng giấy thấm Những điểm cần chú ý khi thực hiện thao tác xét nghiệm 10 thông số nước tiểu. Thứ nhất, đối với trường hợp nước tiểu ít, khi không thể nhúng ngập que test, có thể xử lý bằng cách dùng pipette Pasteur hút mẫu nước tiểu, sau đó đặt ngang que test. Rưới nước tiểu đều một lần qua các vạch của thuốc thử. Chú ý không được đặt dọc que test rồi rưới mẫu nước tiểu lên. Vì như vậy khi nước tiểu chảy dọc theo que sẽ làm trôi thuốc thử và làm nhiễm màu lên các xét nghiệm khác gây sai số khi đo. Thứ hai, khi đặt que test vào khay phải đặt que test nằm hoàn toàn trên rãnh khay. Đồng thời cảm biến ánh sáng chiếu vào đầu que thì máy mới nhận diện được. Thứ ba, khi thấm nước tiểu thừa phải đặt cạnh que test thẳng góc với giấy thấm. Không được úp ngược que test sẽ làm loang màu giữa các thuốc thử gây sai số.